Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin thế giới 24 giờ của Đài Saigon Post. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với nội dung chính của bản tin ngày hôm nay. Ukraine đang nỗ lực để đưa 4.396 trẻ mồ côi bị phía Nga giam giữ trái phép về nhà và trừng phạt những kẻ phạm tội chống lại trẻ em Ukraine. Ông Macron tiếp tục hứng thêm nhiều chỉ trích vì bình luận của mình sau chuyến thăm đến Trung Quốc tuần vừa qua. Trung Quốc lập kỷ lục về việc uy hiếp đảo Đài Loan khi có đến 91 máy bay bị phát hiện quanh hòn đảo này trong 12 giờ. Một video quay từ camera hành trình của lính Nga cho thấy khoảnh khắc thoát chết trong gan tấc khi chiếc T-72 trúng tên lửa chống tăng của Ukraine. Một đại gia ở Dubai đã chi 15 triệu USD để sở hữu biển số xe hiếm, chỉ gồm ký tự P và số 7, biến nó trở thành biển số đắt nhất thế giới. Tất cả thông tin chi tiết sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Nga đang giam giữ bất hợp pháp 4.396 trẻ mồ côi từ Ukraine từ các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng tạm thời và đưa các em vào lãnh thổ Nga một cách bất hợp pháp. Một liên minh quốc tế đã được thành lập để điều tra và thu hồi đưa trả các em về Ukraine. Điều này đã được báo cáo bởi Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tái hòa nhập của các lãnh thổ bị chiếm đóng tạm thời Irina Verachuk. Trong trường hợp này, sự giúp đỡ của cộng đồng thế giới là rất quan trọng đối với chúng tôi. Hiện tại, một nhóm các nhà lãnh đạo quốc tế đã bày tỏ sự ủng hộ công khai của họ đối với một liên minh như vậy đã được hình thành. Trong số đó có Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen, Mateusz Morawiecki, Phó Thủ tướng Ba Lan và những người khác. Cần phải có một tổ chức trung gian, đó có thể là bất kỳ ai. Ủy ban chữ thập đỏ quốc tế cao ủy ban Liên Hợp Quốc về người tị nạn UNHCR, quỹ nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF, vân vân. Tôi hy vọng rằng một tổ chức như vậy sẽ sớm bắt đầu hoạt động, Vera nói. Theo bà, Hội đồng Điều phối Bảo vệ và An toàn cho trẻ em dưới sự chủ trì của chánh văn phòng tổng thống Ukraine, Andriy Yermak đang làm việc để thành lập một liên minh quốc tế có nhiệm vụ đưa những đứa trẻ mồ côi Ukraine trở về và trừng phạt những kẻ phạm tội chống lại trẻ em Ukraine. Trước đó, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng tái hòa nhập các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng tạm thời Irina Verachok đã tuyên bố rằng Ukraine sẵn sàng tiếp nhận những đứa trẻ mồ côi bị Nga trục xuất khỏi biên giới Liên bang Nga với bất kỳ quốc gia nào thuộc Liên minh châu Âu. Như đã đưa tin, ngày 17 tháng 3, phòng sơ thẩm của Tòa án Hình sự Quốc tế 2 đã phát lệnh bắt giữ Tổng thống Nga Putin và thanh tra viên trẻ em Maria Lvova-Belova. Họ bị tình nghi phạm tội ác chiến tranh, trục xuất trái phép và tái định cư dân cư, bao gồm cả trẻ em ra khỏi lãnh thổ Ukraine, khu vực tạm thời bị chiếm đóng. Tất cả các quốc gia thành viên của Tòa án Hình sự Quốc tế hiện có nghĩa vụ pháp lý phải bắt giữ và đưa Putin ra xét xử. Tổng thống Pháp Macron hứng chỉ trích từ cả hai bờ Đại Tây Dương sau khi ông kêu gọi châu Âu không theo chân Mỹ trong vấn đề Đài Loan. Trong bài phỏng vấn sau chuyến thăm Trung Quốc tuần qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng châu Âu cần phải là thế lực thứ ba bên cạnh Mỹ và Trung Quốc trong trật tự thế giới. Ông cũng hối thúc châu lục này không nên là chư hầu trong vấn đề Đài Loan nhằm tránh bị vướng vào khủng hoảng không phải của mình. Tuyên bố của ông Macron lập tức vấp phải lan sóng phản ứng dữ dội từ các chính trị gia Mỹ và châu Âu. Nếu ông Macron đại diện cho châu Âu và lập trường của họ là không chọn phe giữa Mỹ và Trung Quốc trong vấn đề Đài Loan, Mỹ nên tập trung chính sách đối ngoại vào kiềm chế Trung Quốc để châu Âu tự giải quyết cuộc chiến ở Ukraine. Ông Marco Rubio, Ủy ban đối ngoại Thượng viện Mỹ, viết trên Twitter ngày 9 tháng 4. Một số nghị sĩ Cộng hòa như Chris Smith, chủ tịch một ủy ban hạ viện về Trung Quốc, còn kêu gọi đánh giá lại quan hệ Mỹ-Pháp. Số khác cho rằng, ông Macron tiêu chuẩn kép khi Pháp ủng hộ các nỗ lực của Mỹ trong bảo vệ Ukraine, nhưng lại làm ngơ trong vấn đề Đài Loan. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 10 tháng 4 mô tả các bình luận của ông Macron không mang tính chia rẽ như bề ngoài. Nhà Trắng cũng có quan điểm tương tự khi người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby nói rằng Mỹ tập trung vào sự phối hợp và hợp tác tuyệt vời với Pháp với tư cách một đồng minh, một người bạn. Ông Macron cũng vấp phải sự chỉ trích tại châu Âu. Tổng thống Pháp đang ngày càng tự cô lập ở châu Âu. Nghị sĩ Norbert Rogen, thành viên Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Đức, bình luận. Nghị sĩ Litva, Dovo Sarkalin, cáo buộc ông Macron mù tịt về địa chính trị và hành động trái với lợi ích của EU và NATO. Politico cho biết Điện Elise cho phép đăng tải phỏng vấn Tổng thống Pháp với điều kiện họ được đọc trước và điều chỉnh các phát biểu của ông Macron. Trong một số đoạn, Điện Elysee đã lược bỏ những phần ông Macron nói thẳng thắn hơn về Đài Loan và chiến lược của châu Âu, theo Politico. Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết họ đã theo dõi 91 máy bay quân sự và 12 tàu hải quân của Trung Quốc xung quanh Đài Loan, bao gồm 54 máy bay chiến đấu xâm phạm vùng nhận dạng phòng không ADIZ hoặc đường trung tuyến của Đài Loan vào thứ Hai, ngày 10 tháng 4. 91 máy bay chiến đấu của Trung Quốc được khai triển xung quanh ADIZ của Đài Loan Dường như là một kỷ lục mới trong một ngày, con số cao nhất trong một ngày trước đó là 71 máy bay quân sự của Trung Quốc được ghi nhận vào ngày 26 tháng 12 năm 2022. Đáp lại cuộc gặp lịch sử giữa Tổng thống Thái Văn Anh và Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Kevin McCarthy, quân đội Trung Quốc ngày 8 tháng 4 đã thông báo sẽ tiến hành một cuộc tập trận quân sự kéo dài 3 ngày bao vây Đài Loan có tên là Liên hợp lợi kiếm. Cuộc tập trận được bắt đầu ngay vào ngày hôm đó kết hợp với các con số thứ bảy, chủ nhật và thứ hai, 232 máy bay quân sự của Trung Quốc đã được phát hiện xung quanh Đài Loan trong 3 ngày qua. Mặc dù Bộ Tư lệnh Chiến khu Đông Bộ của Trung Quốc đã thông báo vào lúc 6 giờ chiều ngày thứ hai rằng cuộc tập trận đã kết thúc vào ngày hôm đó, lực lượng vũ trang Đài Loan tuyên bố sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ các động thái của PLA và sẽ có hành động phù hợp. Trong một diễn biến liên quan vào hôm Chủ nhật ngày 9 tháng 4, ông Michael McCaul, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Hạ viện Hoa Kỳ, cho biết nếu cuộc xâm lược Ukraine của Nga thất bại, thì đó sẽ là biện pháp ngăn chặn tốt nhất đối với kế hoạch xâm lược Đài Loan của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình. Trong cuộc phỏng vấn với chương trình Meet the Press của NBC vào Chủ nhật ngày 9 tháng 4, ông McCaul nói với người dẫn chương trình NBC Chuck Todd rằng, những gì xảy ra ở Ukraine sẽ quyết định những gì đang xảy ra ở Đài Loan và khu vực Thái Bình Dương. Tôi nghĩ rằng sự ngăn chặn tốt nhất đối với chủ tịch Tập Cận Bình là thất bại của Putin ở Ukraine, ông nói thêm. Ông Merkel đã đưa ra nhận xét trên khi được hỏi liệu ông có yên tâm rằng các đảng viên cộng hòa tại Hạ viện sẽ không chặn viện trợ bổ sung cho Ukraine hay không. Các đảng viên Cộng hòa tại Hạ viện vẫn chia sẻ về việc liệu Hoa Kỳ có nên cung cấp thêm viện trợ cho Ukraine để chống lại sự xâm lược của Nga. Tháng 10 năm 2022, Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Kevin McCarthy cho biết Hoa Kỳ sẽ không còn viết xét trắng tùy chọn cho Ukraine nếu đảng Cộng hòa nắm quyền kiểm soát Hạ viện sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Là Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, ông McConnell có quan điểm rõ ràng và cứng rắn về vấn đề Đài Loan vào tuần trước, đảng Cộng hòa Texas đã dẫn đầu một phái đoàn quốc hội lưỡng đảng kéo dài 3 ngày tới Đài Loan và nói với Fox News trong chuyến đi rằng Hoa Kỳ có thể gửi quân đến Đài Loan nếu Trung Quốc xâm chiếm hòn đảo tự trị này. Một video trên mạng xã hội cho thấy xe tăng T-72B3 Nga trúng tên lửa Ukraine. Lính Nga thoát chết trong gang tấc buộc nhảy ra ngoài và sơ tán đến xe đồng đội gần đó. Tài khoản 200 Zuka trên Twitter chuyên đăng tư liệu về lực lượng Nga tham chiến tại Ukraine hôm 9 tháng 4 chia sẻ video tổ lái xe tăng chủ lực T-72B3 sống sót sau khi trúng tên lửa Ukraine tại thành phố Marienka, thu tỉnh Donetsk. Trong video, chiếc T-72B3 gắn giáp lồng trên nóc tháp pháo đang cùng đồng đội liên tục pháo kích vị trí cố thủ của đối phương. Xe tăng Nga sau đó di chuyển đến vị trí khác nhưng bất ngờ bị trúng tên lửa chống tăng tạo ra đám lửa lớn phía trước máy quay. Chiếc T72B3 trúng đạn tiếp tục di chuyển một quãng ngắn trong lúc đồng đội bắn yểm trợ. Sau khi xe tăng dừng ở vị trí an toàn, các thành viên tổ lái gỡ máy quay, nhảy ra ngoài và sơ tán đến xe đồng đội ở phía sau. Tài khoản đăng video cho biết xe tăng T72B3 bị trúng tên lửa dẫn đường vào mặt trước tháp pháo, nhưng lớp giáp dày ở vị trí này đã bảo toàn mạng sống cho toàn bộ tổ lái và tất cả đều trở về căn cứ an toàn. Phiên bản T72B3 được Nga giới thiệu vào năm 2010 với mục tiêu nâng cao khả năng chiến đấu cho xe tăng T72B cũ kỹ. Trong bối cảnh chi phí cao của siêu tăng T14 Armada cùng ngân sách quốc phòng hạn chế khiến nước này khó sở hữu hàng nghìn xe tăng đời mới trong thời gian ngắn. T72B3 sử dụng giáp composite gồm nhiều lớp thép và sợi thủy tinh, giúp mặt trước xe sở hữu khả năng phòng vệ tương đương giáp thép cán đồng nhất RHA, dày 450mm, Mặt trước tháp pháo cũng được gia cường khả năng chống đạn xuyên giáp bằng các cụm giáp phản ứng nổ kinh tháng 5 xếp theo cấu hình vỏ sò của xe tăng T-90A. Nguồn tin giấu tên trong ngành công nghiệp quốc phòng Nga tháng trước tiết lộ các xe tăng nước này tham chiến ở Ukraine đang được tăng cường giáp phản ứng nổ nhằm tăng khả năng sống sót. Những loại giáp phản ứng nổ này dễ lắp đặt, cho phép các tiểu đoàn kỹ thuật trực tiếp nâng cấp xe tăng ở tiền tuyến Ukraine thay vì đưa về hậu phương sửa chữa. Gói nâng cấp được áp dụng trong bối cảnh xe tăng Nga đối mặt với nhiều mối đe dọa trên chiến trường Ukraine, như tên lửa chống tăng dẫn đường và máy bay không người lái, cũng như Kiev bắt đầu tiếp nhận xe tăng chủ lực Leopard 2 từ phương Tây. Mariinka là đô thị quan trọng ở tỉnh Donetsk, được quân đội Ukraine biến thành pháo đài phòng thủ kiên cố suốt 8 năm qua. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từng mô tả thành phố này là một trong những nơi đang quyết định tương lai của Ukraine. Một đại gia ở Dubai đã chi 15 triệu USD để sở hữu biển số xe hiếm chỉ gồm ký tự Pi và số 7. Bloomberg đưa tin, trong phiên đấu giá gây quỹ từ thiện diễn ra hôm 8 tháng 4, công ty đấu giá Emirates đã bán biển số ô tô hiếm chỉ gồm ký tự P và số 7 lẹt sang một bên. Một đại gia đã mạnh tay chi 55 triệu dirham, 15 triệu USD để sở hữu biển số này, biến nó thành chiếc biển số đắt nhất thế giới. Danh tính của người này chưa được tiết lộ. Phiên đấu giá trên đã phá kỷ lục do doanh nhân Saïd Khoury thiết lập vào năm 2008 khi ông chi 52,2 triệu dirham cho biển số chỉ gồm số 1 ở Abu Dhabi. Số tiền thu được sẽ chuyển đến chương trình viện trợ lương thực toàn cầu của Quốc vương Mohammed bin Rashid. Năm 2016, doanh nhân Dubai Belvin Deshany mua biển số D5 với giá 33 triệu dirham. Giải thích về quyết định này, ông kể khi lần đầu tiên đặt chân đến khách sạn hạng sang Burj Al Arab Ông đã bị từ chối chỉ vì biển xe quá nhiều số, nếu muốn nghỉ tại khách sạn đó, ông phải đặt trước và sở hữu biển số xe ngắn gọn. Sở hữu biển xe chỉ có một số là mơ ước từ lâu của tôi, khi có cơ hội và họ nói với tôi rằng số tiền đấu giá sẽ được dùng vào mục đích từ thiện, tôi quyết định xuống tiền, ông Sunny nói. Hình thức đấu giá biển số xe ngày càng trở nên phổ biến trên thế giới hôm 12 tháng 2, biển số xe cá nhân với chữ cái O duy nhất đã tìm được chủ nhân tại một phiên đấu giá của chính quyền đặc khu Hồng Kông với giá xấp xỉ 3,2 triệu USD. Kính thưa quý vị và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thế giới 24 giờ của The Saigon Post. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn The Saigon Post là nơi để cập nhật tin tức nhanh chóng và chân thực. Thảo Vi xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.